Hoan hỉ chào đón quý cô bác, anh chị đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải. Cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi trọn đời tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, xuất huyệt chi xa, từ năm 48 tuổi trở đi, nếu như nắm bắt được cơ mệnh này thì sẽ hóa hung thành cát, tránh họa đắc phúc, giàu sang phú quý cho đến trọn cuộc đời. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ đến quý vị về nội dung tử vi chọn đời cho người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, từ năm 48 tuổi trở đi, cần biết điều này, tránh họa đắc phúc, giàu sang chọn đời. Tiết lộ bí ẩn cuộc đời tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, số mệnh phú quý hậu vận giàu sang, từ năm 48 tuổi cần chuẩn bị 3 việc sau để hưởng chọn lọc trời đổi đời, giàu nứt vách. Quý vị thân mến, sinh mệnh của mỗi người đều chỉ có một, thọ mệnh có thể dài cũng có thể ngắn. Thế nhưng sống trên cuộc đời này sao ta có thể tránh khỏi những điều phiền phức, những lúc vất vả, gian nan, buộc lòng ta phải cố gắng, cắn răng chịu đựng mà vượt qua. Tử vi học cũng nói rằng, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng gặp nhiều may mắn, ngồi mát ăn bát vàng, mà tất cả những thành công của họ đều phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, sự mệt nhọc và khắc khổ thấm vào từng thớ thịt. Trời sinh tuổi Đinh Tỵ, mang mệnh đắc tài phú, số này định rằng khi còn trẻ đã phải chịu nhiều khó khăn, vất vả, túng thiếu, nhưng nhờ sự chăm chỉ, cố gắng và sống có đức độ của mình mà được trời Phật chứng giám, ban cho nhiều may mắn và tài lộc. Nhưng cũng chính vì trời ban số mệnh phú quý mà trên bước đường dẫn tới giàu có của họ luôn bị ngăn trở bởi kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ, ngấm ngầm hãm hại. Những năm vừa qua, Đinh Tỵ liên tiếp gặp hạn đổ ập xuống đầu, làm ăn thất bát, nợ nần triền miên không trả nổi, cực khổ vô cùng. Tuy nhiên, qua cơn bĩ cực tới hồi Thái Lai, bước sang tuổi 48 của cuộc đời, các bậc thầy tử vi chiêm tinh học phương Đông có chỉ ra rằng, những người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, nếu chú ý điều này thì sẽ được các tinh soi chiếu, thần Phật phù hộ mà cải biến số mệnh, nội ngược dòng vô cùng ngoạn mục, vươn lên làm đại gia, tiền bạc ngập két, giàu như vũ bão, khiến ai ai cũng kính nể, đến khi về già sẽ tận hưởng vinh hoa phú quý, an nhàn, sống hạnh phúc bên gia đình. Vậy cụ thể vận trình tử vi chọn đời của người tuổi Đinh Tỵ sẽ diễn biến như thế nào? Từ năm 48 tuổi sẽ xảy ra bước ngoặt nào? Đinh Tỵ cần chuẩn bị 3 việc nào để đón phúc, an nhàn, tiền vàng ngập két, sống sung sướng đến cuối đời? Tất cả sẽ được hé lộ ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu tính cách và tài năng làm nên vận mệnh cuộc đời người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Có phước làm chủ thế gian, kém phước đành phải gian nan cuộc đời, nghiệp lành quả thiện ta khơi, tạo nhiều công đức ngàn đời ấm no. Đinh Tỵ thuận theo ý trời, bốn mùa sung túc êm đềm quanh năm, cửu long bao bọc cuộc đời, phúc lộc tràn trề như là biển khơi. Trời sinh Đinh Tỵ có tính cách trầm ổn, tài trí hơn người, rất biết cách cư xử tiến lùi, ở đời hiểu thấu. Cũng là người giỏi xã giao, họ có phẩm cách cao sang, thường được mọi người quý mến và đánh giá cao. Người này thích sự nồng nhiệt, theo đuổi tình yêu sôi nổi và đầy kích thích, tuy nhiên, tính cách trầm lắng khiến họ không biết cách bày tỏ tình cảm nên khó tìm được người tri âm, tri kỷ. Sự nghiệp thăng tiến không ngừng, nhờ tinh thần trách nhiệm cao, năng lực làm việc tốt, trí nhớ tốt, sự nhạy bén, khiến công việc kinh doanh của họ khá phát đạt, lợi nhuận thu về không ít. Đây cũng là mẫu người thích hợp để trở thành chính trị gia hoặc làm các công tác về tư tưởng. Vận thế cuộc đời nhìn chung khá tốt, dù tuổi trẻ gặp nhiều khó khăn nhưng thường được quý nhân nâng đỡ. Mặt khác, Đinh Tỵ rất chăm chỉ làm ăn, cộng thêm bản thân là người khéo léo, tinh tế,
có khả năng ứng biến trong mọi công việc nên thường có nguồn thu nhập ổn định, kinh doanh thuận lợi. Trai tài gái sắc thường là người tuổi Tỵ, vì thế nếu bạn là người tuổi Tỵ nhiều khả năng bạn sẽ có một vận mệnh tốt. Người tuổi Đinh Tỵ thường quyết đoán và hành sự theo ý mình, có hòa đồng với số đông, họ hoặc là một người có niềm tin tôn giáo sâu sắc, hoặc là người theo chủ nghĩa hưởng lạc, họ chấp nhận tin theo niềm tin của họ, chứ họ không bao giờ lắng nghe lời khuyên của người khác. Nhưng trong nhiều trường hợp, họ luôn đúng trong suy nghĩ, giống như tuổi Rồng, tuổi Thìn thuộc tướng tuổi Tỵ giống như vận số của họ, hoặc là kết thúc hoàn mỹ, hoặc là kết thúc như bi kịch, có thể họ phủ nhận, nhưng thực tế phía sau của biểu hiện từng trải, tâm hồn họ lại ẩn chứa một hoài nghi sâu lắng. Cá tính của một số thuộc tướng khác cho phép để lại mối nợ ở đời sau, nhưng đối với người tuổi Tỵ, họ luôn quyết tâm thanh toán ngay trong hiện tại. Họ vui vẻ với quan điểm này bởi người tuổi Đinh Tỵ luôn nhiệt tình và hăng say trong công việc, nên vô tình hoặc cố ý họ luôn sòng phẳng khi kết thúc. Người tuổi Đinh Tỵ không bao giờ bị khuất phục bởi đồng tiền, họ luôn vui lòng với tất cả những gì họ có. Nếu thiếu tiền, họ sẽ nhanh chóng tìm được giải pháp để thay đổi tình thế, nhưng người tuổi Tỵ không nên đánh bạc bởi họ chắc chắn sẽ trở về với đôi bàn tay trắng. Đặc biệt, người tuổi Đinh Tỵ không bao giờ có sai lầm lần thứ hai bởi họ làm người có khả năng tỉnh ngộ rất nhanh và mau chóng rút ra kinh nghiệm. Nói chung, trong kinh doanh, họ là người cơ mưu và cẩn thận, là một người bình thường. Tuổi trẻ đã từng nếm trải sự nghèo khó, sẽ không bao giờ quên khi có được sự khá giả, họ sẽ vẫn biết tiết kiệm và lo xa. Xét về mặt tính cách, người tuổi Đinh Tỵ rất đa nghi nhưng không giống như người tuổi Dần, Hổ. Người tuổi Tỵ thường cất giấu sự hoài nghi trong đáy lòng, là một người tuổi Đinh Tỵ có văn hóa, họ sẽ không bị cuốn mình theo những chuyện vô bổ. Đối với tiền bạc, họ là người khẳng khái, nhưng khi cần đạt được mục đích, có thể một số trường hợp họ bất chấp thủ đoạn, họ sẽ không ngần ngại e dè khi loại bỏ những vật cản trên đường. Có thể nói, tất cả những lời dự đoán về tương lai, vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ thường không đáng tin cậy, bởi họ là những người có đầu óc cơ hoạt nhưng lại kiên trì, bền bỉ, nên nhớ tuổi Đinh Tỵ là một tuổi kiên cường trong 12 thuộc tướng. Trong quan hệ, người tuổi Đinh Tỵ là người có cá tính mạnh mẽ, yêu cầu đối với đối tượng rất cao, họ vốn là người đa nghi, nhưng cấp độ nghi ngờ còn tùy thuộc vào đối tượng. Họ tuyệt đối không chấp nhận sự lừa dối, khi họ cảm thấy lo sợ hay nghi ngờ, với một khả năng mẫn cảm cao, rất có thể bị ức chế cực độ. Khi họ bị kích thích, tức giận, mức độ tức giận sẽ cao hơn người bình thường, nhưng bề ngoài cư xử với đối tượng vẫn có thể trở nên bình thường. Dù trong lòng họ đang sôi sục, căm phẫn, họ thường thích có biểu hiện lãnh cảm với đối tượng, chứ không thích dùng những lời lẽ cay độc hay biểu hiện thô bạo. Có một số người tuổi Đinh Tỵ lại thích cho kẻ thù những đòn chí mạng, hồng tiêu diệt triệt để, bản thân tư duy của họ là một âm mưu, chờ đợi thời cơ để báo thù. Nếu ai không may là kẻ thù của họ thì tốt nhất không nên đối đầu, thực ra tránh voi chẳng xấu mặt nào. Phụ nữ Đinh Tỵ may mắn được trời phú cho vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, với thân hình thon thả, đôi mắt long lanh và gương mặt ưa nhìn. Cô nàng này thu hút được mọi ánh mắt xung quanh, đó là lý do tại sao họ được rất nhiều anh chàng theo đuổi, tán tỉnh. Phụ nữ tuổi Đinh Tỵ thích làm đẹp, chăm chút cho nhan sắc bên ngoài của mình, họ không bao giờ rời khỏi nhà trong trang phục luộm thuộm, mái tóc sơ rối. Khi xuất hiện trước đám đông, họ phải là người phụ nữ sang trọng, quyền lực nhất, họ yêu bằng lý trí và rất khéo léo trong chuyện duy trì tình cảm hai bên. Tuổi Tỵ có cách kiểm soát người yêu rất hiệu quả, không khiến đối phương cảm thấy khó chịu hay mất tự do. Hơn nữa, cô ấy rất giỏi trong việc kinh doanh kiếm tiền, sẽ là trợ thủ đắc lực cho chồng con. Phụ nữ tuổi Đinh Tỵ là người biết chăm lo cho cuộc sống gia đình, họ luôn thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của một người dâu hiền, vợ đảm, thậm chí cô ấy có thể hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi để mang lại cuộc sống sung sướng, hạnh phúc gia đình. Tuổi Đinh Tỵ được Phổ Hiền Bồ Tát bảo hộ, Địa Tạng Bồ Tát ban thọ, số hưởng thọ cao từ 70 tuổi trở lên, nhưng điều đó còn tùy thuộc vào thiện tâm của bản thân. Tuổi Đinh Tỵ sống biết ban phát thì càng giàu sang phú quý, họ sinh được giờ tốt thì làm quan lớn, được người quý mến, tiền vận khá vất vả, trung vận cuộc sống tốt đẹp hơn, hậu vận rất an nhàn, sung túc. Những người tuổi Đinh Tỵ sinh vào mùa xuân, hạ là lợi nhất, còn sinh vào mùa đông thường là những người lãnh đạm, thuận tòng. Bởi vì mùa đông là mùa ngủ của rắn, vì yếu tố mùa sinh như vậy, nên những người sinh được mùa thường thành công hơn những người lỗi mùa sinh. Người tuổi Đinh Tỵ rất đa tình, mắt của họ thường trong như mặt nước mùa thu, vì thế rất nhiều người khi gặp ánh mắt đó lại lầm tưởng họ đáng yêu. Bạn nên biết người tuổi Đinh Tỵ đối với bất kỳ sự kiện, việc gì cũng rất mẫn cảm, kể cả trong kinh doanh. Trong mắt họ cũng luôn ánh lên một trạng thái tình cảm hăng say, nóng bỏng. Cái ánh mắt đó quả thực rất giống như ánh mắt của một người vừa mới được yêu. Người tuổi Đinh Tỵ có một cuộc sống nội tâm mãnh liệt và ý chí cuồng nhiệt,
đặc biệt là những người tranh danh đoạt lợi, thích chơi trội trong thời buổi thác loạn hay gặp lúc khó khăn, người tuổi Đinh Tỵ luôn kiên trì giàu nghị lực, lâm nguy không nản lòng, lẳng lặng giải quyết tất cả những tình huống bất trắc. Họ cũng là người có tính trách nhiệm cao, mục tiêu rõ ràng, sự kết hợp lý tưởng cao cả và những ưu việt thiên bẩm tạo cho người tuổi Tỵ có thể đạt được nhiều mục đích trong cuộc sống. Vận mệnh tử vi chọn đời người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1877. Đầu tiên, xét phương diện công danh, sự nghiệp. Xem tử vi chọn đời tuổi Đinh Tỵ, sự nghiệp gặp nhiều khó khăn, gian nan ở tiền vận, nhưng khi bắt đầu vào trung vận thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Mỗi khi gặp khó khăn, Đinh Tỵ may mắn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ, động viên của người thân, gia đình, bạn bè, bởi vậy họ sớm thành công và xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định. Trong công việc, một khi đã đạt ra mục tiêu, kế hoạch cho mình, tuổi Đinh Tỵ kiên quyết thực hiện đến cùng, chừng nào chưa đạt được thành công, họ sẽ không bỏ cuộc, dù cho người khác có gièm pha đàm tiếu, thì tuổi Đinh Tỵ vẫn kiên định giữ vững lập trường. Khi làm việc, họ tập trung cao độ, không để tư tưởng của mình bị phân tâm bởi bất kỳ điều gì, càng không để chuyện tình cảm xen vào công việc. Tuổi Đinh Tỵ thích hợp với những công việc lao động trí óc, đòi hỏi sự thông minh và đầu óc suy luận logic, sáng tạo. Khi gặp phải khó khăn, rắc rối, thái độ bình thản của họ dễ khiến người khác hiểu lầm. Tuổi Đinh Tỵ không hề lười nhác, trốn tránh trách nhiệm, họ chỉ đang tập trung cao độ để giải quyết vấn đề. Không lo sợ, cũng không lúng túng, bản chất gan dạ của tuổi Đinh Tỵ khiến nhiều người nể phục, đa phần tuổi thơ gặp nhiều khó khăn, bất hạnh. Thì khi trưởng thành họ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn, tuổi Đinh Tỵ sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có cuộc sống ổn định, đầy đủ tiện nghi. Giai đoạn từ 45 đến 50 là giai đoạn vàng kim của con giáp này, chỉ cần nỗ lực, cố gắng sẽ đạt được nhiều thành tựu xuất sắc, mọi thành quả cống hiến bao năm được ghi nhận, có cơ hội thăng chức lên vị trí cao hơn. Bên cạnh con giáp này luôn có quý nhân đồng hành, người thân ủng hộ, nên tạo được tiếng vang lớn trong sự nghiệp, làm việc gì cũng hanh thông, công việc suôn sẻ, thuận lợi. Một thời kỳ mưa thuận gió hòa, mã đáo thành công với người kinh doanh ở độ tuổi này cũng được gọi là lão làng. Bằng những kinh nghiệm và mối quan hệ có được mà sự nghiệp của bạn nên nhanh chóng mặt, đem về nhiều nguồn thu lớn, hậu vận vẫn được lợi lộc rất nhiều, an nhàn, sung túc. Về phương diện tài lộc, theo luận đoán tử vi chọn đời, tuổi Đinh Tỵ cuộc đời không phải lo lắng về tiền bạc, tuy thời trẻ vất vả cực thân, nhưng đôi lần cơ may thường tới với họ, nên nắm chắc lấy thì phát tài lớn. Từ trung vận trở đi, người tuổi Đinh Tỵ có số may mắn, được quý nhân phù trợ, tiền cứ thế chảy về, hậu vận rất an nhàn, sung túc. Đinh Tỵ là con giáp có trí tuệ, mẫn tiệp, tuy không gặp nhiều sóng gió, nhưng quyết đoán dứt khoát, tốc chiến tốc thắng, coi trọng tư duy, linh cảm phong phú, không ai sánh bằng. Nhờ vậy sự nghiệp tài lộc của họ thường phất lên cùng lúc, họ là người sống ở hiện tại, nhưng luôn lo nghĩ cho tương lai phía trước. Tuổi Đinh Tỵ sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí, ngược lại, họ tích trữ dành dụng những khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống tương lai, về già tích lũy được vô số của cải. Tài sản, tuổi Đinh Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù, lại giỏi trong việc tích trữ, dành dụng tiền bạc, bởi vậy cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh, với con mắt nhìn xa trông rộng. Tuổi Đinh Tỵ dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phải phát triển. Mỗi lúc khó khăn, người này đều có quý nhân ra tay giúp đỡ, tháo gỡ mọi rắc rối. Rất nhiều cơ hội tốt đang đợi tuổi Đinh Tỵ ở phía trước, nhất là giai đoạn từ 45 đến 50 tuổi, nên nắm bắt tốt thời cơ. Ngoài ra, tuổi Đinh Tỵ rất thẳng thắn trong cuộc sống, đặc biệt về vấn đề tiền bạc, họ sẽ không lợi dụng bất kỳ ai để đạt được mục đích của mình. Càng không vay nợ ai quá lâu, tuổi Đinh Tỵ sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng hiếm khi chia sẻ tài sản, tiền bạc của mình, kể cả với những người thân cận. Tuổi hợp làm ăn. Đinh Tỵ nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc như Canh Thân, Nhâm Tuất và Bính Thìn để cộng tác trong công việc. Nếu kết hợp với những tuổi này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, thuận lợi, tránh được rủi ro, dễ được thành công, mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Tuổi Đại Kỵ, Đinh Tỵ nên tránh cộng tác trong công việc hay làm ăn hợp tác với những tuổi Mậu Ngọ, Giáp Tý, Bính Dần, Canh Ngọ, Giáp Dần và Nhâm Tý, bởi đó là những tuổi Đại Kỵ, nếu kết hợp sẽ không mang lại nhiều may mắn. Về tình cảm, gia đạo chọn đời tuổi Đinh Tỵ. Người con gái cầm tinh con rắn, thường được người đời gọi là mỹ nhân, họ khá lạnh lùng, duyên dáng, pha chút kiêu sa, thường làm khuynh đảo khá nhiều chàng trai tìm đến. Ở các cô gái này, nhìn bề ngoài có vẻ thờ ơ, nhàn tản, thích tần giật, nhưng trong lòng lại lắng, sục sôi nghĩ ngợi về tình yêu, nhưng khi đã bị phản bội trong tình yêu,
họ sẽ trở nên đa nghi và khép kín cánh cửa trái tim mình, không cho phép ai bước vào. Bởi vậy, chinh phục được họ hoàn toàn không phải điều dễ dàng. Cô nàng tuổi Đinh Tỵ có vẻ đẹp dịu dàng, đoan trang nhưng cũng rất mạnh mẽ. Họ có đời sống nội tâm phong phú, lãng mạn và luôn khát khao được người khác yêu thương, dù bên ngoài luôn tươi cười, vui vẻ, nhưng cũng có lúc họ giấu đi những tâm tư, nỗi buồn thầm kín trong lòng. Nếu ai thấu hiểu được những suy nghĩ ấy, người đó sẽ dễ dàng chiếm được trái tim và tình cảm của cô nàng tuổi Tỵ. Phần nhiều nam giới tuổi Đinh Tỵ thường rất lãng mạn, đa tình, có sức hấp dẫn lối kéo phái khác giới, nhưng lại khá âm thầm, kín đáo, làm cho đối phương phải yêu. Đứng vui vì họ, chảy nước mắt cũng vì họ. Ở cả hai phái tuổi này, họ rất thích chú ý đến hình thức ăn mặc bề ngoài một cách chỉn chu. Đôi khi có người thích tạo ra sự chú ý với người khác nên dễ sa vào lòe loẹt, sặc sỡ. Người tuổi Tỵ yêu một cách chân thành và mãnh liệt nhất. Họ có thể hy sinh bản thân mình để đem lại niềm vui, hạnh phúc cho đối phương. Tuy nhiên, đôi khi tuổi Tỵ ghen tuông mù quáng và điều đó khiến họ gặp phải nhiều rắc rối. Đàn ông tuổi Tỵ rất mạnh mẽ, quyết liệt và có sức hấp dẫn với mọi người xung quanh. Họ sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho vợ con, gia đình và những người thân cận. Phụ nữ tuổi Tỵ giỏi việc nước, đảm việc nhà, hết mực yêu thương, chăm lo cho gia đình. Khi đã kết hôn, họ nghiêm túc, một lòng một dạ chung thủy với người bạn đời của mình. Dù đôi khi cuộc sống vợ chồng không được hài lòng như ý muốn, nhưng tuổi Tỵ vẫn khéo léo giấu đi những mâu thuẫn, bất đồng trong lòng mình. Bản chất của tuổi Đinh Tỵ không phải là một người dễ tha thứ, bao dung cho những lỗi lầm của người khác, nhưng khi yêu, trái tim họ trở nên mềm yếu. Dù đối phương có gây ra nhiều sai lầm, tổn thương cho mình, nhưng tuổi Tỵ vẫn dễ dàng tha thứ, xem như không có chuyện gì xảy ra. Luận về vận số thì nam mệnh tuổi Đinh Tỵ có cuộc đời cũng qua nhiều sóng gió, nhưng thời trung vận thì vững vàng. Việc làm ăn và mức sống khá giả, chuyện tình cảm gia đạo cũng có nhiều phen trắc trở, nhưng cuối cùng cũng được êm ấm, hạnh phúc. Nếu bạn sinh vào những tháng 4, 8, 9 và 12 âm lịch, thì cuộc đời bạn sẽ có 3 lần thay đổi hạnh phúc, hôn nhân. Nếu bạn sinh vào những tháng 1, 2, 3, 5 và tháng 10 âm lịch, thì bạn sẽ có 2 lần thay đổi tình duyên. Nếu bạn sinh vào những tháng 6, 7 và 11 âm lịch, cuộc đời bạn được hoàn toàn hạnh phúc. Nếu bạn sinh vào tháng 4 và 9 âm lịch, bạn sẽ có 3 lần thay đổi vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Còn nữ mạng tuổi Đinh Tỵ thì cuộc đời có nhiều thương đau vào tiền vận, cuộc sống luôn luôn bị đảo lộn, nhiều suy tư sầu muộn. Tuy nhiên vào trung vận thì gặp nhiều may mắn và thuận lợi, gia đạo cũng có nhiều tốt đẹp, ít gặp sự xui xẻo trong suốt cuộc đời. Nếu bạn sinh vào những tháng 1, 2, 5, 8, 10 và 12 âm lịch, thì cuộc đời bạn có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Nếu bạn sinh vào những tháng 3, 6, 7 và 11 âm lịch, thì cuộc đời bạn không có thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Về phương diện sức khỏe, trong cuộc đời được bà chúa Ngọc Độ Mạng ban cho sức khỏe, tuy không có bệnh nghiêm trọng nhưng có bệnh vặt. Đinh Tỵ nên tập cho mình thói quen hay duy trì việc tập thể dục hàng ngày, vừa làm tăng cường sức đề kháng của cơ thể, vừa giúp giảm bớt nguy cơ bệnh nguy hiểm. Lúc còn trẻ, nhiều người tuổi Đinh Tỵ lại thường tập trung cao độ để làm việc, nên ít khi chú ý đến chế độ ăn uống, ngủ nghỉ. Thức khuya thời gian dài khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải, phần nào giảm đi sức đề kháng, dẫn đến việc mắc các bệnh cảm cúm thường thấy theo mùa. Ngoài ra, người tuổi Đinh Tỵ nên chú ý các vấn đề liên quan đến tim mạch, nên có kế hoạch chăm sóc sức khỏe khoa học. Theo luận đoán tử vi chọn đời, những người tuổi này có số hưởng thọ từ 70 tuổi đến 89 tuổi. Những người này ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, sống tốt đời đẹp đạo, tích phúc tích đức thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Và bây giờ sẽ là mục vận trình tử vi năm mới 2024, tức tuổi Đinh Tỵ năm 48 tuổi và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn cho Đinh Tỵ có một năm mới may mắn, bình an và giàu có. Đánh giá chung, xem tử vi tuổi Đinh Tỵ năm 2024, trong năm Giáp Thìn này, mệnh chủ không có xung đột với Thái Tuế Lưu Niên, ngũ hành, bình hòa với năm. Do đó đây vẫn có thể coi là một năm khá bình bổn, ít thăng trầm, mặt sáng nhất là phương diện tài lộc, tình duyên gia đạo đón hỷ tín không ngừng. Tuy nhiên, do có cả cát tinh và hung tinh cùng tác động trong năm nay, bản mệnh chớ nên chủ quan, kẻo xui xẻo có thể ập tới bất cứ lúc nào. Nhìn chung, vận khí bình ổn, tuổi Đinh Tỵ sẽ đón những cơ hội và bước ngoặt lớn ở một số khía cạnh, cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng sẵn có. Bạn nên nắm chắc để sau này không hối hận, mặt khác, bạn vẫn có thể gặp phải những thất bại và tổn thất lớn, vì vậy, bạn nên học cách bình thản đón nhận mọi thứ. Đừng sợ hãi trước những khó khăn, mà nhân đó hãy mài giũa ý chí và khơi dậy tiềm năng mạnh mẽ hơn của bạn giữa sóng gió. Đánh giá từng phương diện. Công việc làm ăn khá tốt,
vận khí tiến vào giai đoạn ổn định, tuổi Đinh Tỵ tập trung phấn đấu cho công việc chính, tránh ôm đồm quá nhiều thứ cùng lúc, kẻo việc gì cũng dang dở. Trong năm vẫn có không ít thời điểm khó khăn, thách thức, nhưng đừng vì thế mà sợ hãi lùi bước, cơ hội tốt đẹp còn ở phía sau, đừng bỏ lỡ. Bản mệnh bước vào thời kỳ vàng để phát triển sự nghiệp, nên chú ý nắm bắt được cơ hội và thể hiện bản thân thật tốt, thì rất có thể sẽ tiến một bước lên một tầm cao mới. Tài lộc khá tốt, kiếm tiền không quá chật vật, chỉ cần chăm chỉ cũng đủ tiêu xài. Trong năm có thêm nguồn thu nhập thụ động từ việc kinh doanh, buôn bán hay đầu tư, chất lượng cuộc sống vẫn đảm bảo. Dù nền kinh tế chung đang có dấu hiệu đi xuống, tình cảm gia đạo tốt, được nhiều các tinh chủ đào hoa như Thiên Hỷ Bách Việt hay Thiếu Dương chiếu mệnh, cung hôn nhân của đương số vượng, hỷ tín dồi dào. Trong năm có thể cưới hỏi hoặc đón tin vui sinh con, đẻ cái, gia đạo hài hòa, đôi khi có xung đột do cô thần hung tinh tác động, khiến bạn khó kiểm soát cảm xúc hơn, nhưng rồi đâu sẽ vào đó. Sức khỏe tốt, đau ốm vặt khó tránh, nhưng bệnh nghiêm trọng phải điều trị lâu dài thì hầu như không mắc. Có điều cẩn thận với hung tinh kiếp sát, có thể gây chấn thương hoặc tai nạn bất ngờ, nặng còn phải giao kéo phẫu thuật. Cách hóa giải vận hạn bằng phong thủy may mắn cho người Đinh Tỵ, sinh năm 1977. 1. Chọn tuổi hợp với Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Tử vi chọn đời tuổi Đinh Tỵ hợp với tuổi Thân, tuổi Dậu và tuổi Sửu. Nếu kết hợp với những tuổi này thì lý tưởng sẽ dễ dàng được thực hiện, vạn sự thông. Người tuổi Đinh Tỵ không hợp nhất là tuổi Hợi, tuổi Dần. 2. Màu sắc phong thủy hợp mệnh Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Đinh Tỵ sinh năm 1977 thuộc mệnh Thổ, vì vậy bản mệnh nên chọn sử dụng những đồ dùng trong cuộc sống có màu sắc tương sinh hoặc tương hợp với mệnh của mình để gặp nhiều may mắn, suôn sẻ, tài lộc dư giả. Đồng thời cần tránh sử dụng những đồ dùng có màu sắc tương khắc với bản mệnh để tránh những điều xui xẻo, tiêu cực. Màu tương sinh: đỏ, hồng, cam, tím, bạc, trắng, xám. Màu tương hợp: vàng, vàng nâu, nâu đất. Màu tương khắc: xanh lá cây. 3. Phật bản mệnh cho tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Tử vi chọn đời tuổi Đinh Tỵ có Phật bản mệnh là Phổ Hiền Bồ Tát. Mỗi con giáp đều có một vị Phật hoặc Bồ Tát bảo vệ che chở và phù hộ cho mình, tùy vào ngày sinh hoặc ngày kết hôn, gọi là Phật độ mệnh, Phật bản mệnh hoặc Phật hộ mệnh, thông qua 12 nhân duyên, thiên can, địa chi và 5 yếu tố cơ bản là đất, nước, gió, lửa, không khí. Phật giáo Mật Tông đưa ra thuyết 8 vị bản tôn, chủ quản 12 con giáp, Bồ Tát Phổ Hiền đại biểu cho lý, định, hạnh, nắm giữ lý đức, định đức và hạnh đức của chư Phật, nhận được sự bảo hộ của Phổ Hiền Bồ Tát. Nếu người tuổi Đinh Tỵ mang theo người những vật tượng trưng của ngài hoặc dốc lòng thờ cúng sẽ được Đức Phật che chở, bảo vệ. Ngài sẽ dẫn đường chỉ lối vượt qua gian nan, thử thách, hóa giải kiếp nạn, nhận được nhiều may mắn, cả đời an lành, cát tường. Trong quyển 1 của Đại Nhật Kinh Sơ có đề cập đến như sau: Bồ Tát Phổ Hiền, phổ nghĩa là trải khắp mọi nơi, hiền là diệu thiện nhất. Ý nói Bồ Tát Phổ Hiền dựa hạnh nguyện phát ra từ tâm Bồ Đề và sự cân bằng của thân, khẩu, ý, phủ khắp mọi nơi, diệu thiện thuần nhất, có đủ các đức, vì thế gọi là Phổ Hiền. 4. Tranh phong thủy cho người tuổi Đinh Tỵ. Tuổi Đinh Tỵ trong ngũ hành thuộc mệnh Thổ, vậy nên những bức tranh phong thủy thích hợp sẽ là tranh mệnh Thổ, hỏa, nó sẽ mang đến nhiều may mắn cho gia chủ nếu được treo trong phòng khách. Bên cạnh đó, người tuổi Đinh Tỵ cũng cần phải tránh tranh mang mệnh mộc, thủy, vì tính chất xung khắc trong ngũ hành, treo tranh đại bàng tung cánh hay rồng bay là bức tranh hợp với tuổi Tỵ. Hình tượng của những con vật này sẽ tiếp thêm sức mạnh giúp các tường như ý cho gia chủ sở hữu. Và hai linh vật này từ xưa được xem là những con vật hiệu quả trong việc trấn quỷ, trừ tà. Nơi thích hợp để treo tranh đại bàng là phòng khách, thị treo ở phòng thờ, phòng ngủ. Ngoài ra, bạn cũng có thể treo tranh tứ quý tùng, hạc diên niên. Đây luôn là sự chọn lựa tuyệt vời cho chủ nhân. Với những họa tiết sống động, cây rừng, chim hạc thể hiện sự giữ phúc vĩnh hằng, tuổi thọ dồi dào cho gia chủ. 5. Thỏi vàng kim nguyên bảo. Thỏi vàng là vật phẩm phong thủy tốt cho tài lộc của tuổi Đinh Tỵ. Đây là vật phẩm thu hút tài lộc, giúp việc kinh doanh, làm ăn thêm phát đạt. Tuy nhiên, vật phẩm này khi dùng để thu hút tài lộc, nên tìm được tài vị của căn nhà mà đặt ở đó thì sẽ có tác dụng tốt nhất. Bạn cũng có thể căn cứ theo tài vị để tìm vị trí trưng thỏi vàng kim nguyên bảo cho thích hợp nhất, thu hút được nhiều tài khí nhất. Nếu tuổi Đinh Tỵ đặt thỏi vàng này trên bàn làm việc thì chuyện kinh doanh buôn bán sẽ thuận lợi hơn nhiều. Độ to nhỏ của kim nguyên bảo không quá quan trọng, nhưng cần lưu ý về độ sáng của nó, không phải cứ vàng càng sáng bóng thì càng tốt đâu. Riêng kim nguyên bảo, bạn nên chọn loại vàng có màu sắc trầm một chút,
không quá chói mắt, như thế mới có thể giúp tài lộc ùn ùn kéo tới. Nếu Kim Nguyên Bảo dùng vàng quá chói mắt thì chẳng những tài lộc không về mà còn dễ bề tiêu tan, gia chủ gặp họa phá tài, độ tài nữa. Tiếp theo là vận trình lưu niên người tuổi Đinh Thị, sinh năm 1977. Năm may mắn, năm Thìn, Thân, Tuất, người tuổi Đinh Tị có nhiều cơ hội gặp gỡ quý nhân trong những năm này, các tinh chiếu mệnh cũng sẽ đem tới nhiều điều may mắn. Mà nếu biết nắm bắt, bạn có thể gặt hái được những thành công rực rỡ. Tuy nhiên, để có thể gặt hái được thành công thì bạn cũng phải chấp nhận hy sinh chịu đựng vất vả. Những năm trung bình, năm Tị, Mùi, Dậu, Hợi, đầu năm nhiều trở ngại, nhưng từ giữa năm trở đi, vận thế của bản mệnh ổn định hơn. Đến cuối năm thì được bình an, năm này có được có mất. Vì vậy, muốn đạt thành nghiệp lớn thì bản mệnh cũng cần dám đương đầu thử thách. Đặc biệt, trong làm ăn, dù thuận lợi đến mấy, bản mệnh cũng chớ nên tham lam quá mức, nếu thấy đủ thì nên dừng lại đúng lúc, như vậy mới có thể được tận hưởng hạnh phúc. Còn nếu làm việc, bất chấp thủ đoạn, bạn dễ vướng phải vòng lao lý, gây ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Về chuyện tình cảm khá tốt, nếu có thời gian rảnh, hãy ở bên người thân nhiều hơn để gắn kết quan hệ với mọi người. Năm vận hạn, năm Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, trong những năm này gặp phải nhiều xui xẻo, bản mệnh khó tránh khỏi kẻ tiểu nhân hãm hại, bạn cần giữ tinh thần ổn định, chớ nóng vội hoặc bi quan, tốt nhất hãy hoàn thành các nhiệm vụ được giao, chớ nghĩ đến việc hãm hại người khác, chớ làm giàu phi pháp, chú ý giữ gìn sức khỏe. Quý vị thân mến, có người gặp lúc thất bại thường không suy xét bản thân mình mà lại than thân trách phận, cảm thấy cuộc đời bất công, nhưng trên thực tế, rất nhiều khi cơ hội duyên phận, vận khí của bản thân tốt hay không là do tự bản thân mình mang tới. Có 8 điều quý vị có thể làm để có được nhiều may mắn hơn. 1. Tới cười nhiều hơn. Nụ cười cũng chính là điều hấp dẫn người khác nhất. Cổ nhân nói, cảnh tùy tâm truyền. Khi tâm trạng của một người là tốt thì hoàn cảnh sẽ tốt, tâm tình không tốt, mọi việc cũng đều rối loạn. Những người hay cười thường sẽ sở hữu một phần khí chất vượt ra tuổi tác, thời trang và ngoại hình. Nó ẩn sâu ở trong nội tâm. Bạn mỉm cười với người khác, người khác cũng sẽ đáp lại nụ cười của bạn. Học cách biết mỉm cười trước mọi hoàn cảnh không chỉ giúp cho cuộc sống của bạn thêm nhẹ nhàng, tự tại mà còn đem lại cho bạn nhiều vận may hơn. 2. Biết cảm thông nhiều hơn. Lão Tử có câu, chi nhân giải trí, người thấu hiểu người khác là bậc trí huệ, có thể thấu hiểu chỗ khó của người khác và đưa tay ra đúng lúc là người đại trí đại huệ. Người có thể thấu hiểu cũng sẽ biết cảm thông người khác, mỗi người đều có những niềm vui, nỗi khổ của riêng mình mà không phải người ngoài đều hiểu rõ. Vậy nên, vô luận là trong mối quan hệ với cha mẹ, với người yêu, với con cái hoặc là với bất cứ một người nào khác bên cạnh, chúng ta đều phải học cách biết cảm thông. Nền tảng của mối quan hệ giữa người với người là sự đúng mực. Nếu không có sự đúng mực thì sẽ không có sự tôn trọng, sẽ dẫn đến xung đột, mâu thuẫn xảy ra giữa hai bên. Sự đúng mực thể hiện ở việc có thể đứng ở góc độ của đối phương mà nghĩ cho họ nhiều nhất có thể hoán đổi vị trí cho nhau là cách cảm thông lớn nhất. Khi chúng ta thật sự mở rộng tấm lòng, biết nghĩ cho đối phương thì mới có được sự gắn bó bền chắc lâu dài, mới có thể có được vận khí tốt. 3. Khen ngợi nhiều hơn. Khen ngợi giúp cho nhân duyên của bạn ngày càng tốt hơn. Khổng Tử nói ba người đồng hành, ắt có người là thầy của ta, vậy nên ai cũng có những ưu điểm, những điều tốt đẹp để chúng ta khen ngợi. Học tập, người có thể tán dương sở trường của người khác là người rộng lượng, quảng đại. Người như vậy sẽ kết được nhiều thiện duyên, vận khí cũng theo đó mà đến. 4. Bao dung nhiều hơn. Trong gia đình, bao dung càng nhiều thì hạnh phúc càng nhiều. Trong mối quan hệ vợ chồng, bao dung càng nhiều thì tình cảm càng khăng khít. Trong mối quan hệ hàng xóm láng giềng, bao dung càng nhiều thì chung sống càng thêm gắn bó. Giữa bạn bè, bao dung càng nhiều thì tình bạn sẽ càng bền lâu. Giữa đồng nghiệp với nhau, bao dung càng nhiều thì sự nghiệp sẽ ngày càng thuận lợi. Cuộc sống vốn không phải là chiến trường, không cần phải phân tranh cao thấp. Giữa người với người, thêm phần hiểu nhau, thêm phần bao dung chính là giảm bớt đi sự hiểu lầm. Giữa tâm và tâm, bao dung nhiều hơn một chút sẽ giảm bớt đi sự tranh chấp. Đời người sống bao dung càng nhiều thì sẽ đắc được càng nhiều. 5. Thiện lương nhiều hơn. Làm người nhất định phải giữ được sự thiện lương và chân thành. Khi bạn tặng cho người khác hơi ấm, người khác sẽ tặng lại ánh sáng cho bạn. Khi bạn trao cho người khác sự chân tình, thì người khác sẽ trao lại cho bạn thái độ ôn hòa, nhã nhặn. 6. Ngừng oán trách nhiều hơn. Ngừng oán trách là cách giúp hoàn cảnh trở nên tốt hơn. Nếu bạn không có cách nào thay đổi hoàn cảnh, vậy hãy thay đổi thái độ của chính mình. Gặp phải chuyện không vừa ý, lựa chọn oán trách sẽ chỉ khiến cho cuộc sống càng lún sâu trong khổ não.
Bạn oán trách người khác không đủ chu đáo, oán trách cấp trên không xem trọng sự cố gắng của bạn, chê trách bản thân mãi không thành công, tất cả đều không thể giải quyết được vấn đề gì. Trước khi chúng ta oán trách hiện thực bất công, thì hãy xem bản thân mình là trân châu hay là hạt cát. Nếu không phải là trân châu thì hãy cố gắng để bản thân trở thành trân châu, hạt cát dẫu có nhiều hơn nữa, cuối cùng cũng không che đậy được ánh sáng lấp lánh của trân châu. 7. Biết ơn nhiều hơn. Sống trên đời nên biết cảm ơn cha mẹ đã ban cho ta sinh mệnh, cảm ơn cuộc sống đã dạy ta trưởng thành, cảm ơn hiện thực đã dạy ta biết kiên cường, cảm ơn tình thân đã sưởi ấm trái tim ta, cảm ơn tình yêu đã không rời xa ta, cảm ơn tình bạn đã đồng hành cùng ta trong những lúc mưa gió. Người hiểu được cảm ơn thì vận khí cũng sẽ ngày càng tốt đẹp. 8. Nguyện ý chịu thiệt nhiều hơn. Người không tranh, nguyện ý chịu thiệt thòi là người quảng đại. Một người có tấm lòng quảng đại bao nhiêu thì phúc lộc cũng lớn bấy nhiêu. Hơn nữa, phúc báo của một người không phải tranh giành là được, trái lại càng tranh giành danh lợi thì càng làm tổn hại phúc thọ của bản thân. Từ xưa đến nay không có một gia đình nào tranh giành tài sản lẫn nhau mà được thịnh vượng, mà hòa thuận, mà trở thành danh gia vọng tộc. Cổ nhân đã đúc kết lại câu, chịu thiệt là phúc. Người lương thiện chịu thiệt cũng không phải là chuyện xấu, bởi vì khi bạn đối xử tốt với người khác thì chính là đang tích vận khí cho mình, cuối cùng cũng sẽ được đền đáp thỏa đáng. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Trên đây là Tử Vi chọn đời cho người tuổi Đinh Tị sinh năm 1977. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.